À, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh K4 Vlog. Hôm nay cùng K4 Vlog lại đi uống cà phê giải ngũ cùng với cả mấy bà chùm. Các bạn ơi, mấy bà chùm bất động sản ở thành phố Chí Linh. Thì hôm nay cùng K4 đi đến quán cà phê Sun. Cà phê Sun các bạn nhìn thấy chưa? Đây là bắt đầu vào. Đấy. Nhìn cái không gian rất là thoáng, rất là đẹp. Đấy, cà phê Sun cũng là lần đầu tiên mình đến quán này. Hôm nay vào là một ngày thứ bảy, cho nên bây giờ mới 8 giờ tối thôi, nhưng mà thấy quán cũng đã rất là đông. Bây giờ mình cùng vào bên trong nhé. Đấy, trước khi vào là mình nhìn thấy một cái thông Noel siêu to khổng lồ với quầy bar rất là đẹp. Mình vào sâu một chút này, đó là hai một bà chùm và một ông chùm bất động sản đã ngồi trước. Nhất là bà chùm áo đỏ này, bà chùm này đã từng ở Nga khoảng độ 15 năm và bây giờ bạn ấy về hẳn, hiện tại là một tay buôn bất động sản siêu ở thành phố Chí Linh. Mời mọi người cùng vào quán uống cà phê với mình nha. Nếu các bạn có nhu cầu buôn bất động sản thì hãy liên hệ với ba bà chùm này nha. Thì tí nữa sẽ xuất hiện hai bà chùm tiếp theo. Mình chỉ là một YouTuber mới làm, được các bà chùm mời đi uống cà phê giải ngũ. Các bạn ấy thấy mình ở ngang ngũ về ngũ quá, cho nên mời mình đi giải ngũ. Mình nhân tiện đây mình cũng review lại để cho các bạn xem không gian ở quán cà phê Sun. Quán này có 3 tầng, trang trí rất là ấm cúng. Đây cũng là một cây thông cho các bà chủ. Nutribus mới, nay với công thức cạch.